Quay phim cười đùa trước khi giết bạn học, hai thanh niên thỏa ước mơ làm sát nhân. Casey, Ryan, Tori. Bắt chước những gì đã xem trong những bộ phim kinh dị yêu thích, hai thanh niên người Mỹ 16 tuổi với tâm lý không bình thường đã quyết định giết ai đó và chọn ngay người bạn học của mình để xuống tay. Sự tàn nhẫn này không dừng lại ở hành động, nó còn đi từ những kế hoạch ghê rợn, những hiện tượng quái ác, thậm chí là những thước phim vui vẻ trước khi ra tay. Hello, it's Cassie. Hey, look, I don't know. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Wait, have you seen Tori? He's supposed to meet me here at 7:30, and it's 8:19. He's an hour late. You don't even care, do you? Okay. Đây là tâm trạng háo hức của hai thanh niên thoạt nhìn có vẻ tử tế, thế nhưng lại sát hại cô bạn học cùng trường không chút nương tay. Vụ án chấn động và ghê rợn nhất vì những bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc tới mức, một cảnh sát khẳng định, đây là trường hợp khó quên nhất cho tới khi giải ngũ. Casey chỉ đơn giản là đến trường học, không hề làm chuyện gì sai. Ngoài trừ cô bé đã làm bạn với những học sinh phạm tội này, Casey tử tế với mọi người. Casey, đối tượng gây án hoàn hảo. Một ngày trước khi sự việc xảy ra. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie's daughter. She's gonna be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. I was 950. Năm 2006, Casey Joe Stoddard, 16 tuổi, đang là học sinh trung học ở Pocatello, Idaho, Hoa Kỳ và luôn được mọi người mến mộ vì sự tốt bụng lẫn niềm đam mê sáng tạo. Cô bé cũng được biết đến là hiểu chuyện từ sớm khi thường làm những việc bán thời gian để kiếm tiền tiêu vặt đỡ gánh nặng gia đình. Vào tháng 9 năm đó, khi nghe tin cậu mình sẽ đi du lịch cùng gia đình vào cuối tuần, rất nhanh nhạy, Casey hào hứng nhắn với cậu rằng mình sẽ đến giữ nhà cũng như chăm sóc thú cưng của cậu để nhận chút tiền công. Thế nhưng Casey không ngờ rằng chính việc này đã biến cô thành đối tượng hoàn hảo cho kế hoạch trở thành sát nhân của bạn mình. Bước chuẩn bị cho đêm tối kinh hoàng. Vào đêm ngày 22 tháng 9 năm 2006, như kế hoạch, Casey đang ở nhà cho dì và cậu của cô ở phía đông bắc bang North Country. 6 giờ chiều, bạn trai của cô, Matt, đến thăm và mời thêm hai người bạn chung của họ là Tori và Brian mà không hề báo trước. Casey cảm thấy không thoải mái vì đã không xin phép cậu của mình trước, thế nhưng cũng không đành đuổi các bạn về nên đành đưa những người bạn đi tham quan ngôi nhà, trong đó có cả tầng hầm, rồi vào phòng khách để xem phim cùng nhau. Nhưng khi bộ phim còn chưa kết thúc, Tori và Brian đã rời đi và giải thích rằng cả hai muốn xem một bộ phim tại rạp chiếu phim ở phía đông bắc Banda Country, xem có gì khác chỗ họ sống hay không. Casey và Matt ở lại. Chỉ 15 phút sau, đột nhiên con chó trong nhà cứ sủa về phía tầng hầm. Rồi cũng từ tầng hầm, tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Có tiếng kính vỡ dưới tầng hầm nhà cậu Casey, rồi đèn vụt tắt và mất điện. Cảm giác có gì đó không ổn nên Casey và Matt quyết định không xuống vì ở dưới đó có vẻ quá nguy hiểm. Nhưng không phải tự dưng mất điện. Trong tầng hầm nhà cậu Casey, Tori và Brian đã đeo sẵn mặt nạ chú hệ, cầm dao thủ sẵn chờ Casey và Matt. Nhưng làm cách nào mà trong 15 phút đó Tori và Brian có thể vào tầng hầm, tắt cầu giao điện dù Casey và Matt vẫn còn ngồi xem phim trong phòng khách?
khu tầng hầm và những nhát dao chí mạng. Casey lẫn Matt đều không ngờ tới hai người bạn của họ, Tori và Brian, trước khi rời đi đã giả vờ muốn vào toilet rồi lén mở cửa tầng hầm để sẵn, chờ đến lúc thích hợp trở lại ngôi nhà và thực hiện kế hoạch ghê rợn của mình. Tiếng động lớn vừa nãy chính là nhằm dụ Matt và Casey xuống tầng hầm rồi tấn công họ. May sao cặp đôi không dính bẫy. Chờ mãi không được, Tori và Brian tìm cách ngắt mạch và tắt điện trong nhà. Lần nữa hy vọng cặp đôi sẽ xuống nhà để kiểm tra cội dao. Thế nhưng cũng bất như ý. Tưởng chừng kế hoạch sát hại Matt và Casey sẽ có khó khăn. Thế nhưng có lẽ số trời đã vô tình rơi vào tay kẻ ác khi mẹ Matt xuất hiện. Trước đó, Matt lo lắng về việc Casey ở một mình nên đã gọi cho mẹ và hỏi liệu mình có thể ngủ lại nhà với cô ấy không. Tất nhiên mẹ của Matt nói không. Bà không thể cho phép đứa con trai mới mười mấy tuổi qua đêm bên ngoài với bạn gái. Thay vào đó, bà nói sẽ sớm ghé qua đón và đề nghị Casey cùng về ngủ tại nhà Matt. Tuy nhiên, Casey, người có tinh thần trách nhiệm cao, nói rằng cô ấy không thể rời khỏi nhà vì đã hứa với cậu của mình. Vì vậy, vào khoảng 10 giờ 30 tối, Matt đã lên xe của mẹ cậu ấy. Rồi Matt tự hỏi người bạn Tori và Brian đã rời đi trước đó có ổn không? Vì vậy anh ấy đã gọi cho Tori. Nhưng Tori bắt máy mà cứ thì thầm vào điện thoại một cách kỳ lạ. Nghĩ rằng bạn mình đang xem phim trong rạp, Matt vô tư cúp điện thoại. Nhưng lúc đó anh không biết Tori và Brian vẫn đang ở trong tầng hầm của ngôi nhà, nơi Casey bị bỏ lại một mình. Vậy nên hắn phải thì thầm qua điện thoại để tránh bị phát hiện. Lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Casey với hai kẻ sát nhân cũng vừa tròn 16 tuổi. Sau khi xác nhận rằng Matt đã về nhà, Tori và Brian đi lên tầng trên của Casey. Brian được trang bị vũ khí loại dao găm và Tori có một con dao săn. Tất cả đều là vũ khí được mua ở một cửa hàng cầm đồ. Hai thanh niên muốn dọa cho Casey sợ hãi trước khi chết rồi mới ra tay giết cô. Đầu tiên chúng làm đèn bật tắt nhấp nhảy, sau đó mở toang cửa quần áo. Casey hét lên: "Ai đó?" Cùng với tiếng la hét của cô, chúng xuất hiện trong chiếc mặt nạ đáng sợ và tấn công Casey một cách dã man. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. Tori và Brian sau đó đến rạp mua vé xem phim để tạo chứng cứ ngoại phạm và sau đó đốt các dụng cụ đã dùng. Quá trình điều tra, làm sao để vạch trần thủ phạm? Vào ngày 24 tháng 9 năm 2006, gia đình người cậu đã trở về nhà sau một chuyến đi thú vị. Nhưng cửa nhà mở toang và cô con gái 13 tuổi bước vào đầu tiên hét lên. Người chị họ Casey đã chết vì bị đâm 30 nhát. Sĩ quan cảnh sát sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ghi nhận một lượng lớn máu trên cơ thể nạn nhân, cũng như những vết rách sâu và vết đâm. Nhân viên y tế xác nhận rằng Casey đã chết với 12 vết thương chí mạng, nghi là được gây ra với hai con dao khác nhau. Lập tức điều tra, cảnh sát tìm đến kẻ tình nghi đầu tiên là bạn trai Matt. Nhưng cậu nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối một cách dễ dàng. Lúc này, hướng điều tra dĩ nhiên chuyển sang Tori và Brian, những người cuối cùng nhìn thấy Casey trước khi vụ việc đau lòng xảy ra. Ngày tối hôm phát hiện ra sự việc, cảnh sát đến nhà Tori và phỏng vấn cậu ta. Cha của Tori cũng có mặt. Tori khai báo rằng mình và Brian đã đến dinh thự nhà cậu của Casey vào khoảng 8 giờ 30 tối hai ngày trước đó để dự tiệc, tức là ngày 22 tháng 9 năm 2006. Thế nhưng khi bữa tiệc không diễn ra, cả hai người quyết định đi xem một bộ phim ở rạp Pocatello. Khi được hỏi về bộ phim mà anh ta đã xem, Tori không thể mô tả nội dung của bộ phim đó. Còn với Brian, khi được triệu tập đến đồn cảnh sát, cũng không thể nói gì về chi tiết bộ phim. Okay, it's about a guy and his wife. I don't want to know what white noise is about. I want to know what this movie is about. Yes, I'm saying. Okay.
And then I remember, I can't really exactly explain the movie because I'm paying attention to it. Well, you know what we did yesterday? What? We went and watched the movie. Really? Mm-hmm. So, okay. What is the movie about? I don't know. Well, there's a girl there. Okay. I sat. She was maybe two seats away from me. Okay. Well, she's pretty attractive. Of course. She wearing tight jeans. She had, I think it was brown hair, and it was probably about to hear. Okay. Năm ngày sau, ngày 27 tháng 9 năm 2006, Ryan và Torrey bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 1, hành vi cướp đoạt mạng sống của người khác một cách man rợ, được liệt vào tội ác ghê tởm nhất, cũng như âm mưu giết người cấp độ 1. Trong các cuộc thẩm vấn đầu, Ryan và Torrey liên tục dùng những lời lẽ để lấp liếm, dù gượng gạo. Thế nhưng không lâu sau, khi chịu nhiều câu hỏi áp lực từ phía cảnh sát, cả hai dần đổ lỗi cho nhau. Ryan khai rằng cậu ta đúng là cùng có mặt với Torrey khi mà Casey bị giết, nhưng một mực phủ nhận việc đâm cô. Sau đó lại thừa nhận là đã đâm Casey theo lệnh của Torrey. Cuối cùng là dẫn các nhà điều tra đến Black Rock Canyon, nơi cả hai đã vứt bỏ quần áo, mặt nạ và vũ khí mà họ sử dụng để giết nạn nhân. Bằng chứng được cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tại địa điểm bao gồm 4 con dao lớn nhỏ khác nhau, một băng video Sony tự chế, tờ giấy vỡ ghi danh sách nạn nhân cần giết đã bị cháy một phần, cùng hai mặt nạ đeo khi gây án. Biết không thể chối được nữa, Torrey thừa nhận rằng chữ viết tay có trên giấy vỡ được tìm thấy chính là do mình ghi ra. Cùng với đó, đoạn băng ghi hình chứa cảnh Torrey và Brian lên kế hoạch giết Casey, hay thậm chí là hào hứng và không kiểm soát được cảm xúc sau khi rời khỏi nơi gây án. Tất cả đã đủ để buộc tội và mang hai kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa. Động cơ gây án. Cả Brian và Torrey đều là những học sinh không thích nghi tốt với trường học. Vì khó hòa nhập nên Brian và Torrey càng nung nấu ước muốn được chú ý và nổi tiếng. Dù vậy, Brian là học sinh có tật nói lắp khá nghiêm trọng. Không mắc tật nói lắp, nhưng Torrey có một sở thích kỳ lạ và ghê rợn, đó là rất nể phục những tên sát nhân. Vốn không được chú ý, đột nhiên được cả thế giới biết đến nhờ vào tội ác giết người. Loạt phim kinh dị Scream, tấn công để có được tiếng hét của nạn nhân, chính là khởi đầu cho niềm đam mê thực hiện một cái gì đó tàn ác của Torrey. Khi biết Ryan cũng có ước mơ làm tội phạm bắt chước từ nguồn cảm hứng Eric Harris và Dylan Kepok, bộ đôi giết người hàng loạt người Mỹ đã gây ra vụ án Columbine, vụ thảm sát ở trường trung học vào ngày 20 tháng 4 năm 1999, nên Torrey đề nghị chuyện giết người với Brian. I've thought about other things like Columbine, and he really wasn't into that, and I was like, well, I could either be alone or I could join his plan and be with him and not be alone. Với chiếc máy ghi hình kể lại toàn bộ quá trình giết người của mình, Brian và Torrey còn lộ ý định giết người không chỉ Casey mà còn cả Matt. You love Cassie. Like, was friend or love? You kind of have a crush on her a little bit. Did you have a crush on her a little bit? I did, and I was about to ask her out, okay. But and Matt did. I mean, did he tell you about having sex with her? When I was at their house, and there was a condom wrapper in the toilet, and then I asked him about it, and he said that he had sex with her. I had sex with her. So to make you a little bit uncomfortable when you guys watch the movie, they're kissing and stuff like that. I was like, do I have to do that in front of me? I guess it's kind of like that, yeah. Okay. So what about Torrey? Did Torrey have a crush on her too? I mean, you guys no. Kind of both no. Like her a little bit? Cuối cùng, Ryan và Torrey bị kết án chung thân không ân xá vì tội giết người có tính toán trước. Não trẻ vị thành niên chưa hoàn thiện, bộ não của chúng liên tục thay đổi và làm phát triển. Nhưng có ổn không khi dành phần còn lại của cuộc đời để trừng phạt bản thân vì một lỗi lầm mà bạn đã mắc phải khi còn là một thiếu niên? Một đài truyền hình đã quay bộ phim tài liệu về những tội phạm đang thụ án chung thân khi còn là một thanh thiếu niên. Chủ đề của bộ phim tài liệu là liệu có phù hợp để kết án tù chung thân đối với những tội phạm vị thành niên có năng lực phán đoán kém vì tuổi còn nhỏ?
Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong loạt phóng sự, ba mẹ Tori đã có những lời lẽ bên vực con đến mức khó có thể chấp nhận được. Dù con mình đã phạm tội giết người, cả hai đều khẳng định con trai mình là một đứa trẻ ngoan. Tori's a good kid and we enjoy the visits. We have a good time and Tori's the same person he was when he, before he went in. Tori's a good kid and Tori's just a kind person and we're still a family. He's still every bit as much a part of our family as before. I remember the first article I read about my case. Jeez, I mean, they made me sound like this brutal, cold, psychopathic killer. They were talking about Brian. They were making you just like Brian. They put us like as the same person. They lumped them together. I only hung out with him for 6 weeks before this happened. I think it's crazy how the last week of me being on the street, being free, really has affected the rest of my life. If you were to watch that video, nothing would happen. It would have been a joke. I don't know. I just think I look at myself now and I'm 21 and I think how stupid I was at 16, and I just think how I feel like I'm paying for somebody else's mistakes at this point. Tori dường như không biểu hiện nhiều sự hối lỗi khi vẫn còn đổ hết cái sai cho Brian, thậm chí dùng những ngờ nghịch tuổi nhỏ để giải thích cho hành động sai trái của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, Tori đã có 4 lần đệ đơn xin giảm án từ cơ quan cấp thấp đến cao. Năm 2010, 2015, 2018 và 2022 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn Brian thì đang sống trong tội lỗi và luôn ước giá như. It's actually the individual who snuck downstairs and locked the basement door. And it's that one choice where I was just kind of going along with it. I really didn't stop and say, why am I doing this? I just did it. That one thing that I did, started this whole thing. And that's something that is hard to deal with. Because all I had to do was just not do that. And this may have never happened. Years after this happened, we were visiting and I was like, no, I am not innocent, Mom. I had a part in this. I knew it was gonna happen and I went along with it. And she was devastated, of course. I mean, she had to accept that her son had. 14 năm sau vụ án, viên chức phụ trách vụ án vẫn tin rằng phán quyết kết án chung thân của thẩm phán là đúng đắn. Tôi đồng ý cả trăm lần với bản án chung thân. Nếu không, chắc chắn họ sẽ giết người nữa. Bạn nghĩ gì về Brian và Tori? Bạn có nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ, nếu đã ăn năn thì cần cho họ cơ hội trở về và hòa nhập xã hội một lần nữa? Và nếu thực sự có thể cho họ một cơ hội, chúng ta nên làm thế nào để giải tỏa nỗi uất hận của các nạn nhân như Casey hay gia đình cô ấy?